Đi đâu rồi Tình My ơi? Con đi đâu ạ? Con đi đâu số 2 ạ? Phải không? Đi từ thôi nghe, để té. Đi từ thôi. Hai đi làm mà đâu có nhớ đâu số. Đó, sáng mai là bạn Tình My đi tập thể dục nè. Đó, bướm, hả, con bướm. Bướm, con dí heo bắt nó đi. Bắt nó. Đó, bạn Tình My bắt bướm nè các bạn ơi. Đó, dĩ heo bắt nó đi. Bướm. Bướm. Bướm, dĩ heo bắt nó. Đây nè, đây nè. Đây nè Tình My. Đó, dĩ heo bắt nó đi. Bướm. Bướm. Trời ơi, con bướm đẹp quá. Rồi, nó bay mất tiêu rồi, thôi ra đi con. Đó, nó bay mất rồi. Nó mất tiêu rồi. Trời, con bướm đẹp quá, nó bay mất tiêu rồi. Đi, đi ra xuống 2 nè, đi ra. Đi từ thôi nghe, đi từ thôi, đi té nha. Bướm đâu? Đâu con đó con bướm coi. Bướm. Bướm. Đi từ thôi, đi té nè. Nhà hai nuôi nhiều gà quá. Rồi con gà gái sao? Gà gái sao ta? Kêu đi hai ơi. Hai ơi. Hai ơi. Từ từ thôi, vỗ tay đi. Hay đi làm rồi đâu có nhà đâu.